Like cái động này nó sáng lắm mẹ. Khang, Khang, chào. Khang, Khang. Không có đi trước nè. Khang nè. Nó đi trước nè. Động sáng quá à. Làm thiên cung nữa anh em ơi. Chưa mà tìm tìm sự. Ủa người ta để đèn đúng không? Ừ, để đèn đó. Khang ơi. Khang. Đi từ từ thôi nha. Ồ, động đẹp quá kìa. Thấy chưa? Mà quay không gian, quay ngang, quay xuống hành lang mới thấy nó rõ và đẹp hơn. Xong rồi đi lên. Vậy đó. Nghệ thuật mà. Từ từ thôi, chậm quá, nhanh quá, nó không có... Cái này giống đồng đi lên. Nhận nét thôi rồi. Ừ, ông chi mẹ. Cái này giống đồng đi lên, có lại đi quá không? Chuyển từ từ rồi. Đúng rồi, đó, đẹp chưa? Đồng quá đẹp luôn. Đẹp mà nè. Thôi đứng xuống đây coi. Ô, đẹp quá. Bà quay có mẹ nữa. Ở đằng đó. Thôi cần mở tiền. Ủa, ba tới đây sao có tắt đèn không ba? Có. Không leo trèo, bẻ, lên những đá. Cũng vô. Cũng ra đâu? Ngồi đấy. Ủa cũng ra đâu? Ok. Nhìn lên trần Khang đã lắm, Khang cao quá, cao luôn, rộng luôn. Khang ơi, nhìn lên trần Khang đã lắm, Khang. Ô, có cái trụ nè, Khang ơi, có cái trụ nè. Có cái cột nè, thấy không? Thấy chưa? Có trụ nè. Kìa, chỉ có cái trụ nè em, cái trụ đá nè. Thấy không? Ồ, quá rộng luôn. Thì tự do mà cuối cùng cũng ra cái cửa đó thôi. Sao nó đẹp quá vậy? Bây giờ đi lên nhà mẹ dưới này mẹ chụp kìa. Hay là tự nhiên? Tự nhiên đúng không?
đá vôi không đó, đá vôi á, hồi xưa nước nó trong này á, thành ra nó làm nó tạo nên thành hình dáng gì đó. Quá đẹp luôn đó, thấy chưa? Bạn đâu ra đi? Bạn đã qua sao học từ nước nào trong này? Coi nè, coi nè, coi cái này nè, đó thấy không? Giống như cái ốc cây không? Thấy không? Đá vôi á nó nhiều quá. Cái này là quá đẹp rồi, đẹp nhất luôn. Em đi mấy tấn rồi.